Dự báo thời tiết 22 tháng 8, nắng nóng gay gắt diện rộng tiếp diễn ở Trung Bộ. Theo bản tin dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua 21 tháng 8, do ảnh hưởng của hiệu ứng phơn nên các tỉnh ven biển Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng 35 đến 38 độ, một số nơi cao trên 38 độ như Con Cuông, Nghệ An 39,1 độ, Ba Đồn, Quảng Bình 38,2 độ, Tuyên Hóa, Quảng Bình và Ba Tơ, Quảng Ngãi 38,1 độ, Tam Kỳ, Quảng Nam 38,7 độ. Dự báo, do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh, nên trong ngày hôm nay 22 tháng 8, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, với nền nhiệt độ cao nhất ngày, phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ, từ 12 đến 16 giờ. Từ ngày mai 23 tháng 8, nắng nóng dịu dần ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục duy trì trong vài ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng, cấp 1. Thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh phía Bắc, hôm nay có nắng, tuy nhiên hiện tượng mưa rào và dông vẫn xuất hiện rải rác, nhiệt độ duy trì mức 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ C. Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ tương đối mát mẻ, mưa rào dự báo xuất hiện vào chiều và tối nay. Hình thái thời tiết tại các tỉnh Nam Bộ, tương tự như miền Bắc, nhiệt độ cao nhất ở mức 32 độ C. Dự báo thời tiết cho các khu vực trong cả nước, ngày và đêm 22 tháng 8 năm 2018. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 đến 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 đến 96%, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ C. Thanh Hóa Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa Nghệ An, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, 3, độ ẩm từ 50 đến 93%, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, 3, độ ẩm từ 50 đến 93%, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ C. Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 đến 98%, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 đến 98%, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 đến 98%, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C.